Xin chào các bạn. Hôm nay Khải sẽ làm một cái tip về cái video clip về cách hướng dẫn lắp đặt để cho các bạn nào mà không chuyên về điện để biết cách lắp đặt cái timer thời gian thực hay là gọi là cái timer 24 giờ. Mới clip lần trước thì Khải có nói ra giới thiệu sơ về cái thiết bị này rồi. Thì nó dùng để điều khiển một cái bơm nước hay một bóng đèn á, theo thời gian thực. Có nghĩa là ví dụ như là bây giờ nè, bây giờ mình nó là 17 giờ 45 nè, tức là mình muốn nó hoạt động cái bơm nước bật đèn sáng cứ là 6 giờ chiều nó bật tới 10 giờ tối nó tắt, cứ như vậy mà lặp đi lặp lại hoài, hoặc là từ từ thứ hai đến thứ bảy chủ nhật nó tắt thì cái vậy mà nằm hoài đây nè. Cho nên thì nó có chữ từ thứ hai này, thấy không? Mình đây, cái này thời gian, cái này là on off ha. Hôm rồi mình có giới thiệu sơ về cái cảm biến cái thiết bị này rồi, thì hôm nay mình đỡ phải mất thời gian cho các bạn thì mình chỉ cách hướng dẫn lắp đặt thôi. Bây giờ trước mắt là mình sẽ điều khiển một cái bóng đèn ha, một bóng đèn có nghĩa là nó sẽ sáng mở sáng tắt theo cái bóng đèn, có nghĩa là bây giờ nó là 6 giờ, ví dụ như 6 giờ nó sáng, 6 giờ 2 phút tắt chẳng hạn, thì mình sẽ làm cái chuyện đó ha. Bây giờ mình đã làm sẵn một vài sợi dây rồi, mình đã bấm vào code, nhưng mà mấy các bạn thì nếu mà bạn không, nhưng mà khi lắp á, mấy bạn đừng có bấm sẵn như thế này, tại vì mình bấm sẵn như thế này tại vì mình lắp nhiều cái nhiều thiết bị nữa nên thành mình làm sẵn. Còn các bạn thì các bạn khi nào lắp á, các bạn cứ 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 ví dụ như hai thiết bị thế này á thì các bạn cứ cứ đo dây, nó đo dây ví dụ như thế này nè, tới đâu cắt bấm cái đó cho nó gọn và nó đẹp. Thì mình sẽ làm lần này mình sẽ làm hai cái, một cái là mình sẽ điều khiển cái bóng đèn trực tiếp bóng đèn để cho các bạn ứng dụng cho mấy cái điều khiển mấy bóng đèn nào công suất nhỏ thì trực tiếp qua cái relay của thiết bị timer này luôn, và cái thứ hai là mình sẽ điều khiển qua một cái thiết bị connector để ứng dụng là mình điều khiển mấy cái bơm có công suất lớn hơn, hoặc là những cái hệ thống chiếu sáng công cộng nó có công suất nó lớn hơn. Còn cái bóng đèn này thì nó nhỏ, hay còn những bóng đèn nhà mình hay là bóng đèn vườn hay gì đó thì công suất nó nhỏ, nó khoảng vài ampere, 1-2 ampere thì có thể là mình sử dụng được trực tiếp luôn, khỏi cần phải qua cái này ha. Cái này nó cũng đơn giản thôi, nhưng mà để mình cho các bạn làm quen về cái điện sau này mình sẽ giới thiệu cách lắp những thiết bị khác, thì mình cũng vẽ ra những cái gọi là cái căn bản ha. Mình ví dụ như cái này là dây nóng này, mi nóng đi cho mấy bạn hiểu ha, dây nóng đi, ở này là nết, nết là nguội á, mình nói như vậy cho mọi người dễ hình dung. Thì bây giờ mình muốn điều khiển bóng đèn ha, thì mình sẽ thử một cái bóng đèn đèn đây. Thứ nhất là mình nói dây like để mình đóng mở cái thiết bị điện ra. Cái đây là đèn này, đèn cái này là tiếp điểm ha, tiếp điểm của cái thiết bị này. Ở đây thì mình sẽ dùng cái 15 và 18, cái này là chân 15 và cái này là chân 18, để chi để cho mình khi nào mà cái thầy này nó kích từ mê lây lên thì nó sẽ đóng đèn sáng lên, nó đơn giản vậy thôi. Thì cái điện thì nguyên tắc thì nó sẽ chuyển từ nóng ra nguội, thì cái này điện nó đi thế này thì nó đụng cái này nó hở ra, nếu mà không có cái này nó không có đá đóng lại thì cái này nó không sáng. Mình sẽ nói sơ ha, rồi sau này mình sẽ có một cái buổi nào đó mình sẽ nói sâu hơn về cái kiểu sơ đồ này. Cái này M, cái này là ví dụ như là cái cấp nguồn cho cái relay này ha, relay chẳng hạn đó. Thì mình sẽ làm như thế này cho các bạn dễ hình dung để sau này tập trung quen dần về cái thiết bị điện. Cái này bởi vì mình không có chuyên nên thành mình sẽ từ từ tới đâu mình sẽ nói tới đó, thì để mấy các bạn dễ dễ lắp thôi. Thì trước mắt thì mình sẽ cấp nguồn cho cái thiết bị này. Mình đã bấm sẵn ha. Nếu mà mình không có điều kiện bấm vào code thì mình không cần phải bấm cũng được, nhưng mà mình tuốt cái điện mình phải xe lại cho nó đỡ an cho nó an toàn ha. Còn không thì mình, nếu bạn nào có điều kiện thì bấm vào code, còn không có thì cứ bấm cái dây 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 dây, dây, dây chì ha, đá chì chuốt lại cái cho nó đỡ mà tuôn ra cho nó đẹp và nó an toàn. Cái này thì mình làm
tại vì mình làm sẵn luôn rồi nên thành mình chứ bình thường á, thì mình lắp tủ điện mình không bao giờ mình cắt da sẵn tất cả, mình phải đo trước khi mình cắt thì sau này mình sẽ làm nó sẽ đẹp hơn. Còn bây giờ thì mình làm rất nhiều thứ nên thành mình làm sẵn một vài dây, mình cần dây dài thì mình lắp dài cho nó gọn. Cái này thì đơn giản thôi, line thì giống như mình nói này, nó số 15 ha. Cái này là dây line này, có thấy không, này là line, này là nết, thì cái dây line này xuống như 15, dây nóng xuống như vô chân 15 thì nó vô chân 15 đây. Cái này là một ứng dụng đơn giản thôi, sau này có điều kiện thì sẽ hướng dẫn những cái căn bản nhất để cho các bạn ở dưới không có chuyên về điện và vùng ở vùng sâu vùng xa thì mình có thể lắp được những ứng dụng nào đó cho mình dùng hoặc là cho một vài cái người thân trong gia đình mình sử dụng thôi. Nhưng mà cái điện là nếu mà mấy bạn nào không chuyên đó là nên nhớ phải cẩn thận nha, nó rất nguy hiểm. Cái này giờ mình đấu theo cái chân 18 đây, đấu tới đây nè. Này. Bây giờ 18 mình vô đèn. Đèn này thì đèn đó là 22. Mình đấu bên nào cũng được. Nó là điện này là điện xe chiều nó thành mình không có quan tâm tới đấu bên nào. Bên nào nó cũng vậy thôi. Rồi, ra bóng đèn thì mình câu dây cho nguội ha. Thì mình ra bóng đèn thì mình câu dây nguội. Thì mình cứ đeo đi theo cái sơ đồ này thôi. Thì lần sau các bạn cứ tập làm quen trước cái sơ đồ này đi. Rồi sau này mình sẽ vô những cái ứng dụng nào mà phức tạp á, thì mình thấy cái sơ đồ này nó rất tiện dụng và nó rất dễ lắp, dễ hình dung nữa. Còn cái này căn bản thì thực ra là cũng không có cần đâu, nhưng mà mình muốn cho mọi người quen. Đây, vấn đèn ra đèn thì nó phải ra vô nết. Xin lỗi, dây nguội cho mấy bạn dễ hình dung, nhớ đúng dây nết là không biết. Rồi, nó chỉ đơn giản vậy thôi ha. Mình chỉ các bạn để kiểm tra lại ha. Chỉ các bạn kiểm tra lại. Thứ nhất là cái dây số 15 nè, dây line, dây nóng vô chân số 15, dây nóng đang vô chân số 15 đây. Số 15 đây, đúng không? Rồi ra chân số 18, để chân số 18 mình sẽ vô bóng đèn. Ra chân số 18 vô bóng đèn đây. Vô bóng đèn đây ha. Rồi ra bóng đèn. Ra bóng đèn này, mình vô dây nguội ha. Ra bóng đèn đây. Ra bóng đèn mình ra dây nguội. Đây. Ha. Ok ha. Rồi, mình nghĩa là xong rồi. Mình sẽ cấp điện cho nó nguồn cho mình thử thôi. Rồi. Nó đã có điện này ha. Nó đã có điện này, có điện là nó hiện lên cái màn hình luôn. Nhưng mà bây giờ hiện tại mình chưa có cài gì hết. Bây giờ thì cái đồng hồ này nó hơi bị sai rồi nè. Bây giờ là nó khoảng 7 giờ nhưng mà nó đang hiện thị là 5 giờ 53 thì mình chỉnh nó lên một chút cho nó thành 16 giờ. Ấy xin lỗi. Cái này là đây rồi. Này, món đây. H cái H ha, mình chỉnh bấm chữ H. Cái này là chỉnh theo thứ á, này thứ hai đúng rồi. Thì mình chỉnh theo giờ á, mình chỉnh nó lên 18 này, nó là 8 giờ. Đó. Nó sáng đèn nè, nhưng mà cái đây á, ở đây á là nó đang mình đang cài chương trình, anh em mình xem kiểm tra chương trình coi mình cài như thế nào mà nó sáng đèn. Đây. Nó sẽ hoạt động từ 8 giờ này. 8 giờ đến 6 giờ off. Mình tắt này đi ha. Mình tắt này đi để mình đang thử. À, 6 giờ on được rồi. Mình cho nó off. Hop là mình chỉnh cho nó 18 7 giờ 1 phút đi. 7 giờ 1 phút. Chương trình 2 không có. Cái này thì nó cài được 25 chương trình ha. Chương trình 2 không có. 6 giờ mình cho nó 7 giờ đi. 19 giờ
19 giờ thì hơi lâu quá. Cho nó 18 giờ đi. 18 giờ à, mình chỉnh nó 59 đi. 59 đi ha. Rồi. Nó tắt rồi đó. À này 54, 54 thì mình chỉnh 16 giờ 18 giờ 55 đi cho đỡ. 56 để cho đỡ mất công mấy bạn đợi ha. Mình chỉnh nó 56 đi. À 56 đi. Enter nó. Này và cho nó off là yeah. Mình cho nó off là 58 đi. Rồi, 16 giờ 58. Rồi, mình cho nó chạy là nó sẽ on là từ thứ hai đến chủ nhật luôn ha. Là 6 giờ 56 nó on. Và 6 giờ 58 là nó tắt. Mấy bạn coi cái đèn nó sáng này. Nếu mình cài như thế này á là nó cứ hoạt động như thế này, hoạt động hoài luôn, tức là ngày nào cũng như ngày nào. Còn nếu mình muốn nó chạy từ thứ hai thứ bảy thì mình thể mình cài trên này, mình bỏ chủ nhật đi, không thì mình để như thế này thì nó cứ chạy như thế này hoài luôn, tức là ngày nào cũng như ngày nào nó chạy hoài luôn. Đó là gọi là cái timer thời gian thực, mình ứng dụng vô mấy cái chiếu sáng của nhà mình hay là bên trại hay là bên farm hay bên cái gì đó, mình muốn chính xác cái thời gian ở đó thì nó chạy thì nó chạy. Trong này thì nó có cái pin dự phòng nên thành mình không phải lo. Nếu mà cúp điện thì thiết bị vẫn hoạt động bình thường ha. À, cúp điện thì xin lỗi, cúp điện thì thiết bị nó vẫn nhớ nhưng mà nó không có điều khiển được bóng đèn. Bóng đèn khi nào có điện thì nó mới điều khiển được, còn khi nào mà cúp điện thì nó không có điều khiển được, nhưng mà thiết bị nó vẫn nhớ thời gian đó. Khi nào có điện lại thì nó sẽ hoạt động lại bình thường. Đó là cái mình mới vừa chỉnh hướng dẫn xong cái cách lắp cái bóng đèn. Điều khiển nó sáng là thôi. 6 giờ 56 phút. Rồi chút xíu nữa là 6 giờ 50 à, lúc nãy mình cài bao nhiêu nhỉ? Để mình xem lúc nãy mình cài bao nhiêu, nó tắt. À, 58 phút. 58 phút à, cứ tức là 2 phút nữa nó sẽ tắt. Rồi. 2 phút nữa nó tắt ha, các bạn cứ xem ha. Thì trong lúc mình đợi nó tắt thì mình sẽ làm tiếp một cái tiếp theo. Là cái ứng dụng tiếp theo là ứng dụng mình cũng vẽ hai cái đường thôi. Nó cũng đơn giản. Nóng nguội ha. Nhưng mà cái ứng dụng này á, thì mình sẽ kết hợp với con connector này để mình điều khiển một cái thiết bị lớn khác lớn hơn. Ví dụ như bơm để tưới nước hay là một cái quạt hay là để làm mát của cái nào đó hay là của một cái hệ thống điều khiển nào đó. Thì mình công suất lớn hơn thì mình bắt buộc phải sử dụng cái này để nó điều khiển cái công suất lớn hơn, chứ không mà để cái thiết bị này sẽ chịu không tải không nổi thì nó sẽ bị hư. Thì mình sẽ qua cái trung gian cái của connector này ha. Thì mình cũng tương tự thôi. Thì trước mắt là mình sẽ cấp nguồn cho nó. Thì thứ nhất là cái connector này tương tự mình sẽ thay thành connector thành cái bóng đèn thôi. Này là 15, này là 18 connector ha. Cái này có thể là A1, A2 gì đó. Nó có A1, A2 gì cũng được. Thì nó qua connector. Cái này vô cuộn dây của connector. Rồi, cái này tiếp theo nữa là mình đây. Cấp nguồn cho cái thiết bị relay RL đó. Vậy thôi. Đơn giản vậy thôi. Thì mình thay thế cái đèn thành cái connector này. Đó, 58 này. 58 và bóng đèn là tắt. Tắt thì cái này nó sẽ tắt. Bây giờ mình điều khiển qua connector thì cái thằng này thì mình điều khiển đúng rồi. Nó chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng mà mình thêm một cái nữa gọi là thiết bị gọi là động lực nhưng mà thôi để mình tính sau đi ha. Mình tính sau đi, mình sẽ hướng dẫn các bạn sau. Trước khi mình thử cái đó thì mình sẽ rút điện ra ha. Thứ nhất là rút điện ra, mình phải an toàn là trên hết. Thì tương tự vậy thôi, thì mình tháo bóng đèn ra. Mình để mình điều khiển cái connector. Cái này thì mình 18 thì mình đôi chân A1 connector đây.
hai con tơ. Rồi, bây giờ mình ví dụ như là cái thiết bị này đi, nhưng mà mình điều khiển cái bơm á, cái bơm thì mình câu như thế nào? Để muốn biết cái bơm mình câu như thế nào á thì mình sẽ sử như cái bóng đèn này nhá, là một cái bơm ha. Mình ví dụ bóng đèn là một cái bơm thì mình câu đây, mình thấy chữ này. L là line 1, line 2, line 3. Cái thiết bị này sử dụng cho thiết bị 3 pha. Nhưng mà bây giờ mình xài cho 1 pha thì mình xài chỉ có 2 giây thôi là đủ rồi. Thì mình chỉ câu đối xứng ha. Này, TL1 thì nó ứng với T1, tức là khi nào mà cái này nó hút vô á, hút chỗ này á thì L1 nó sẽ thông qua, nó nối tiếp với thằng T1. Tương tự. Cái này cũng tương tự nhưng mà nó thêm chữ NO, tức là tiếp điểm thường hở. Sau này mình sẽ nói về cái thiết bị connector này cho các bạn xem. Bên này thì mình sẽ giới thiệu về cái cách lắp đặt timer thôi để không có thời gian nhiều. Đúng ra là cái đoạn code của mấy cái code dẹp này là mình sẽ có cái đoạn code mà nó có cái bọc nhựa đó. Nhưng mà mình thì mình làm mấy cái dự án của mình á, code bọc nhựa mình không có xài nữa. Mình xài theo cái kiểu cái kiểu có cái đầu để mà dán số á. Nên thành mình không có code thuộc nhựa nên mình xài tạm cái này. Cái này thì mình xài cái nào cũng được nha. Cái này thì mình dùng cái này thì mình thích xài cái này cho nó khoảng cách nhiều một chút. Còn nếu mà sau này mình sẽ lắp thêm những cái thiết bị như bảo vệ động cơ hay là bảo vệ phá tải động cơ thì lúc đó mình sẽ nói tiếp về cái bảo vệ, tại sao mình phải lắp bên này và mình sẽ lắp như thế nào cho nó đúng. Còn bây giờ thì mình chỉ lắp cho một thiết bị động cơ thôi, thì mình làm đơn giản. Sau này mình sẽ có cái thiết bị làm bảo vệ cho cái nguồn motor thì lúc đó là mình sẽ nói cho các bạn sâu hơn. Bây giờ thì mình sẽ đúng ra thì mình lắp bên này cũng được.